Cách tính độ cao mái Nhật chuẩn đẹp. Kính thưa quý vị, đối với mái Nhật thì cấu trúc của nó bao giờ cũng bao gồm một mái mẹ và các cái mái con. Khi chúng ta triển khai cái khung kèo để lập ngói thì chúng ta sẽ đi tìm và dựng cái mái mẹ trước, sau đó thì các cái mái con sẽ được lấy ra bằng cách là lấy song song với đường bò của mái mẹ. Chính vì như vậy mà nếu chúng ta dựng cái mái mẹ quá cao hoặc quá thấp thì các cái mái con nó cũng sẽ ảnh hưởng theo. Để xác định được cái mái mẹ của công trình thì chúng ta cần tìm trên cái mặt bằng bê tông của mái một cái hình chữ nhật có chiều rộng lớn nhất. Sau đó chúng ta sẽ lấy chiều rộng của mái nhân với hệ số 0,3 và chúng ta sẽ được độ cao của mái. Tuy nhiên chúng ta để phù hợp với thực địa chúng ta sẽ điều chỉnh trong cái size số là khoảng 50 đến 70 phân. Như vậy thì cái độ cao của mái Nhật sẽ đảm bảo là sẽ không bị hắt rột khi mà chúng ta lập ngói và cũng phù hợp với thực địa của ngôi nhà. Đối với nhiều công trình khi chúng ta lên bản vẽ thì nhìn trên bản vẽ rất là phù hợp, rất là cân đối, nhưng mà khi ra thực địa thì do cái vấn đề bị tầm nhìn bị che khuất nên nó sẽ không còn cân đối nữa và trông không hợp lý. Chính vì như vậy mà Vinachurch bên em khi triển khai công trình cho khách hàng thì trong buổi đầu tiên bao giờ cũng có cái phần gọi là phần thống nhất về độ cao và độ dài nóc. Điều này sẽ giúp cho công trình sau khi hoàn thiện trở nên hoàn mỹ và không phải lăn tăn về cái vấn đề giá như cao thêm hoặc là thấp thêm một chút thì sẽ đẹp hơn. Quý vị có nhu cầu cần thi công mái ngói thì xin liên hệ với bên em qua số điện thoại 0904254234. Bên em sẽ qua khảo sát, lên bản thiết kế và tư vấn cho quý vị tất cả những cái vấn đề về liên quan đến mái ngói. Xin chân thành cảm ơn quý vị.